mừng quý vị và các bạn đang đến với hội thi Công dân và Pháp luật do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp và Công đoàn Viên chức Khối Chính quyền Thành phố cùng tổ chức. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương trong sáng, mẫu mực cho chúng ta noi theo. Toàn Đảng, toàn dân ta đang phát động phong trào sống và làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, chương trình Công dân và Pháp luật kỳ này sẽ có chủ đề Cán bộ công chức sống và làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và hai đội dự thi lần này sẽ là hai đội dự thi đến từ Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban dân thành phố cùng với đội dự thi đến từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chúng ta hãy cùng chúc cho cuộc thi của chúng ta được thành công bằng những tràng pháo tay thật lớn. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu các thành viên của ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu luật sư tiến sĩ Phan Đăng Thanh, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trung Thông, Phó Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố. Thưa quý vị, cuộc thi của chúng ta sẽ gồm có 4 phần thi. Phần thi thứ nhất với tên gọi công chức với cải cách hành chính. Phần thi thứ hai là công chức với pháp luật. Phần thi thứ ba là phần thi công chức với thực thi công vụ. Và phần thi cuối cùng cũng là chủ đề chính của chương trình, đó là công chức sống và làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với hai đội dự thi bước vào phần thi đầu tiên, phần thi mang tên công chức với cải cách hành chính. Phần thi công chức với cải cách hành chính. Trong phần thi này, các đội giới thiệu về đội mình với sáng kiến về cải cách hành chính đã và đang thực hiện tại đơn vị. Mỗi đội có thời gian thể hiện là 3 phút. Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm. Chào mừng các bạn đã đến với hội thi Công dân và Pháp luật. Thưa các bạn, trong cuộc thi hôm nay, các gợi ý chính là các hoạt động cải cách hành chính nhằm đạt hiệu quả đã được thực hiện tại một cơ quan hành chính của thành phố. Giải đáp được các gợi ý, hình nền sẽ cho chúng ta biết đây là cơ quan nào. Và bây giờ xin được phép bắt đầu. Xin mời hai thí sinh. Tôi mời anh Toàn có sự lựa chọn đầu tiên. Tôi xin chọn ô số 1. Ô số 1. Mời anh Toàn có câu trả lời. Đáp án của tôi là tinh học hóa quá trình tiếp nhận hồ sơ xử lý và ban hành văn bản. Chúng ta hãy cùng xem đáp án. Thưa các bạn, rất chính xác. Mời anh có sự lựa chọn tiếp theo. Tôi xin chọn ô số 3. Mô hình gợi ý rất quen thuộc. Xin mời anh có câu trả lời. Đáp án của tôi là áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào xử lý công việc. Chúng ta hãy cùng xem đáp án. Thưa các bạn, chính lĩnh vực đã được áp dụng ISO tại cơ quan này. Mời anh có sự lựa chọn tiếp theo. Tôi xin chọn tiếp ô số 5. Ô số 5 nội dung như sau. Cán bộ công chức sống và làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động được các cán bộ công chức cơ quan này thường xuyên thực hiện. Câu hỏi là, theo anh, phẩm chất đạo đức nào đã được xác định là kim chỉ nam trong rèn luyện đạo đức của cán bộ công chức nơi đây? Theo tôi nghĩ phẩm chất đạo đức của cán bộ hiện nay đó là trung với nước, hiếu với dân. Rất tiếc chưa phải là đáp án. Đáp án của chúng ta là biểu hiện của trung với nước, hiếu với dân. Xin mời chị Xuân. Dạ, theo tôi thì đó là phẩm chất cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Còn gì nữa không ạ? Theo tôi nghĩ hiện nay cải cách hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu mong muốn của người dân là giải quyết công việc một cách chính xác, nhanh chóng và đúng pháp luật. Chúng ta hãy cùng xem đáp án. Nói gì đây các bạn? Đúng rồi. Thưa các bạn, đây chính là phương châm làm việc và chuẩn mực đạo đức mà cán bộ công chức nơi đây đã và đang thực hiện. Mời chị có sự lựa chọn tiếp theo. Tôi xin phép được đoán hình nền. Chị sẽ đoán hình nền. Vâng, xin mời chị. Theo tôi đây là trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán giả nghĩ như thế nào ạ? Chúng ta hãy cùng xem ba đáp án còn lại.
Và thưa các bạn, chính xác là chúng ta đang tìm hiểu về Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2007, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện được các hoạt động sau: quy chế tổ chức các cuộc họp do Thường trực Ủy ban chủ trì, quy chế chi tiêu nội bộ nhằm thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan. Và kính thưa quý vị, chương trình công chức với chủ đã ngồi dễ thương nha, ngủ ngoan rồi cái ba thưởng nha con nha. Nha con nha, ba thưởng lớn cho con hôm nay là ba thưởng lớn luôn. Thưởng gì? Dễ thương nha. Bây giờ thưởng gì? Hôm qua nghe em làm mầm chứ giờ đi lĩnh lương sớm phải không? Anh ứng xưa lương sớm phải không? Không phải. Mà sao em nhắc cái chuyện này em bực bội ghê luôn á. Tại sao vậy? Tại sao người ta đi làm? Tại sao người ta đi làm, người ta có đồng vô đồng ra. Còn anh làm gì? Anh làm cấp phó của văn phòng cấp sở. Ha? Rồi được nhận đi mua vật tư liên tục luôn. Mà cuối cùng không có đồng ra đồng vô nhà, thiếu chút hụt sao. Hôm nay là ba được thưởng cho nên là ba sẽ xả láng hết, ba không có giận hờn gì hết trơn á. Trời ha con ha, bây giờ con nhắm mắt lại cái ba thưởng cho con ha. Lần này là ba thưởng sữa nè, ba thưởng tất cả con thích cái gì là ba thưởng. Rồi nhắm mắt lại nha, 1, 2, 3. À đó, cho 10 cho coi kỹ nha, đếm kỹ nha, coi chừng lộn nha, nhiều quá cái đếm lộn là chết nha con nha. À, ủa anh? Anh gì con? Tiền đâu nhiều vậy? Anh 10 triệu anh. Tiền đâu nhiều vậy? Đó, người ta thưởng cho anh. Em nói nghe nè, đi đây. Gì? Ai thưởng? Anh vừa mới được mà mua nguyên một vàng máy vi tính cho cơ quan. Thì cái chỗ bán máy vi tính á, người ta thưởng lại cho anh. Cái đó là luật, cái đó là bình thường. Bình thường ở ngoài người ta làm sao thì vậy. Chứ giờ em cứ nghĩ tiền xăng nè, tiền điện thoại nè, rồi gọi qua gọi lại đi tới đi lui cà phê cà pháo, bình thường. Biết không, người ta thưởng cho anh mà cái này cũng không có gì gọi là có lộn ghê ghê quá. Cái này thật sự ra là anh đã có trình bày với lại sếp rồi. Cái thì ổng nói á là không có sao đâu, cái chuyện này là chuyện bình thường. Ổng phân nửa, anh phân nửa. Vậy nó có 10 triệu cho em. Nó có 10 triệu cho con á, con á. Chương á, nó rộ vậy. Vậy là ổng khó phải không? Ông sếp khó chắc chắn không? Thật mi, vậy đó. Mà sao em thấy lo sao á? Lo gì mà lo? Lo cho con kìa, lo mua sữa, mua đồ cho con. Tôi vô thay đồ, lo cơm luôn kìa. Ở phần thi này thì xin mời đội Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bạn hãy đưa ra lời bình luận trước, và sau đó sẽ là đội thi đến từ Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Thì theo đội Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận xét cái tình huống vừa rồi thì là vừa thấy là như trường hợp với anh cán bộ vừa rồi là anh đã vi phạm cái chỗ điều 18 của luật thực hành tiết kiệm chống tham nhũng. Thì trong cái điều này có quy định là các cái khoản hoa hồng mà khi mà cái đơn vị cơ quan giao cho cá nhân đi thực hiện và mua sắm trang thiết bị hay là những cái vật dụng gì cho cơ quan hoặc là cái dịch vụ thì là có một cái khoản hoa hồng, thì theo luật quy định thì là phải nộp trở lại cho cơ quan. Coi như là trường hợp vừa rồi đã vi phạm ở cái điều 18 của luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tôi xin bổ sung thêm là cái hành vi của anh cán bộ này, ảnh là một cán bộ nhà nước và ảnh được giao trách nhiệm đi mua đồ. Như vậy thì khi ảnh nhận được hoa hồng mà ảnh không giao nộp lại cơ quan thì ảnh cũng đã vi phạm cái điều 40 của luật phòng chống tham nhũng. Thì trong đó có quy định là cán bộ công chức viên chức nhà nước sẽ không được nhận bất cứ quà tiền hay là bất cứ tài sản nào trong lĩnh vực quan hệ công tác mà mình quản lý, mình thực hiện. Còn không biết ý kiến của đội đến từ Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ như thế nào, xin mời các bạn. Kính thưa quý vị, đội chúng tôi xin được bình thơ, sau đó sẽ bình luận. Bình thơ là: con ơi con ngủ ly bì, còn ba có chiếc phong bì xinh xinh. Ba ơi chớ lấy phong bì, tiền này gọi đúng tiền chi hoa hồng. Sau đây là phần bình luận. Trước hết xin khẳng định đó là trong cái thực phẩm vừa rồi á, thì cái nhân vật nam á là giữ chức vụ là cấp phó của văn phòng tương đương cấp sở, thì là một cán bộ công chức thì anh ta phải chịu sự điều chỉnh của các quy định của pháp luật cán bộ công chức là một. Thứ hai là luật tiết kiệm, luật thực hành tiết kiệm và luật phòng chống tham nhũng. Thì trong các trường hợp ở trên thì khi nhận 10 triệu đồng tiền hoa hồng do mua vật tư công tác
thì anh ta đã vi phạm ở điều 18 luật thực hành tiết kiệm, đó là trong mọi trường hợp thì đối với cái tiền của Hồng đều phải nộp lại cho cơ quan nhà nước. Xin cảm ơn đội thi đến từ Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Và các căn cứ pháp lý mà các bạn đưa ra là căn cứ vào pháp lệnh cán bộ công chức và luật phòng chống tham nhũng. Và không biết là điểm số của hai đội sẽ như thế nào, xin mời ý kiến đánh giá của ban giám khảo. Trước hết theo hội ý của chúng tôi trong ban giám khảo thì trước hết chúng tôi khen ngợi cái kịch bản diễn rất là sinh động. Thì các bạn đã phân tích rất đúng, đây là một cái hiện tượng vi phạm pháp luật mà cả cái người cán bộ công chức được thừa hành nhiệm vụ đó cũng sai. Mà nhất là đội A của ủy ban thành phố lại nhận xét thấy cái ông thủ trưởng lẽ ra theo luật định thì anh phải là gương mẫu, nhà anh cũng chia đôi. Như vậy thì trong cái chỗ này nhận định cái sai trái về pháp luật, cái luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cái luật phòng chống tham nhũng cũng như là cái pháp lệnh công chức, thì về mặt pháp lý thì thấy cái đội A, cái văn phòng ủy ban hơi nhỉn hơn cái đội B chút. Có một cái chuyện mà cả hai đội đều không thấy, đó là cái vợ của anh Dũng á, thấy chồng nghèo quá, gia đình nghèo quá thì nói sao anh làm phó văn phòng của cơ quan cấp sở mà không có gì trơn, nghèo quá. Thì đó là một hiện tượng thúc đẩy tiêu cực, thúc đẩy tham ô nhũng lạm mà cả hai đội đều không thấy. Cho nên chúng tôi đã quyết định trừ mỗi đội ở đây 2 điểm. Văn phòng ủy ban nhìn thấy vấn đề là được 28 điểm. Còn sở nông nghiệp cũng thấy vấn đề mà thấy không rõ ràng bằng ủy ban cho nên 27 điểm. Phần thi công chức sống và làm việc theo gương Bác Hồ. Với phần thi này, mỗi đội kể một câu chuyện về Bác Hồ có liên quan đến cán bộ công chức. Sau đó trả lời một câu hỏi của ban giám khảo. Điểm tối đa của phần thi này là 30 điểm cho mỗi đội. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng đọc qua bài thơ Sáng tháng năm của nhà thơ Tố Hữu với những bài thơ giàu vận điệu ca dao. Vui sao một sáng tháng năm, đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ, suối dài trải mướt nương ngô, bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn. Vâng, thưa các quý vị, chính tại thủ đô lồng lộng gió ngàn này, một câu chuyện cảm động trong muôn ngàn câu chuyện về Bác Hồ đã bắt đầu. Vào khoảng năm 1952, tại chiến khu Việt Bắc, Trung ương Đảng mở lớp chỉnh đảng khóa 1. Một hôm, Bác Hồ đến thăm lớp. Bác nói, cả cô cả chú, học đã mệt rồi, hôm nay chúng ta nghỉ một bữa để bác cháu ta cùng nhau kể chuyện vui. Bác mới từ tốn vui vẻ kể với lớp là từ khi loài người có tứ hữu thì bắt đầu sinh ra thói hư tật xấu. Đường Tăng là một vị chân tu có bằng chất tốt, có lòng nhân hậu, có tính khoan dung. Ông muốn chống áp bức nhưng không kiếm được đường lối cách mạng dẫn đường. Vì vậy ông tìm đến đạo Phật để mong rằng là đạo Phật sẽ cảm hóa xã hội. Ông đi Tây Phương cầu kinh tỉnh Phật. Đây là một pho truyện dài nói về cái thiền với cái ác, cái chính nghĩa và cái phi nghĩa. Chúng ta còn học được nhiều điều bổ ích ở truyện Tây Du Ký. Nhưng lưu ý là trong truyện Tây Du Ký, nhân vật Đường Tăng là một vị chân tu có bản lĩnh, quan trọng là tạo được cái bất biến để ứng được cái vạn biến. Còn Tôn Ngộ Không vì không có đạo đức cho nên là khi mà biến thành cái đình thì cái đuôi nó vẫn còn nằm sau cái đình, cho nên là mới phát hiện được là đây là mưu của Tôn Ngộ Không, cho nên không có vào cái đình đó nữa. Vì vậy mà mưu của Tôn Ngộ Không thất bại. Thì mọi người ở trong lớp nghe bác kể một bản tổng thuật về Tây Du Ký ngắn gọn như vậy thì rất là khâm phục, không ngờ là tác phẩm đồ sộ như vậy nhưng bác kể tóm tắt chỉ trong vòng mấy phút như vậy, nhưng mà vẫn nghĩ rằng bác còn muốn gửi gắm một điều gì đó cho nên hết sức trông chờ. Thì bác liền nói tiếp, người cách mạng chúng ta cũng vậy, nếu không chịu khó tu dưỡng rèn luyện thì cũng có phen có cái đuôi ấy, tuy rằng dù nhỏ nhưng có ngày nó sẽ gây hậu quả không lường. Mọi người trong lớp chỉnh đảng khóa 1 năm ấy còn mang theo mình mãi câu chuyện về cái đuôi của Tôn Ngộ Không mà Bác Hồ đã kể cho đến suốt cuộc đời mình. Thì kính thưa quý vị, qua câu chuyện trên chúng ta thấy Bác Hồ rất coi trọng đạo đức, mà nhất là đạo đức cách mạng. Đạo đức nên như cái
gốc của cái cây, ngọn nguồn của con sông, dòng suối. Con người bình thường cũng cần phải có đạo đức để được gọi là người có tư cách, huống chi là một người cách mạng. Ở con người, bác luôn luôn nhắn nhủ là người cán bộ công chức thì phải có đạo đức cách mạng, lấy đạo đức đó làm cái nền tảng tư tưởng, nền tảng đạo đức để mà phấn đấu và luôn luôn học tập để hoàn thiện mình hơn.